mới biết ta có cái gì đây không? Ủa. Ui, nó khó chịu đấy cậu ơi. Ui ôi, Trang ơi, ngất nào. Ôi, Trang ơi, nhìn thấy chưa? Nó ừ. Kìa. Bây giờ bọn mình thoải mái đi qua rồi, đi thôi. Ui, tao sợ nó tỉnh lại lắm cậu ơi. Con kiến này, đá cho nghe một cái này. Tên 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 tên. Các bạn ơi, các bạn có biết đây là cái gì của mình không? Đây là cái kính mắt của mình đấy. Nhưng cái kính mắt này nó cực kỳ đặc biệt luôn. Ngoài tác dụng làm kính mắt nhá, nó còn có tác dụng là làm ống hút nha các bạn ơi. Này, các bạn nhìn mình này. Nani? Sữa đang trên mắt mình đây này. Nhưng mà hút ống hút này tốn năng lượng quá các bạn ơi. Ui, con gì nó trên mình như này. Ui, có đây nhiều kiến quá các bạn ơi. Một tổ kiến to này. Ui, bắt được một con kiến rồi này các bạn ơi. Ui, mình bắt được hai con kiến ở trong cái tổ kiến này rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem hai con kiến này về nhà. Mình nhốt vào lồng mình nuôi nhá các bạn ơi. Cái tội cắn mình nha. Thì bây giờ phải về làm vật nuôi nhà mình các bạn ơi. Được hai con kiến rồi. Sao lại có con trai này ở đây nhỉ? Ui, con gì thế này? Mọi người ơi, đây hình như là con kiến đi. Con kiến này tránh đường ra cho ta đi. Ui, đây con kiến này. Cái gì cơ? Đây là con của người á. Ui các bạn ơi, mình bắt được hai con kiến con. Mà hai con kiến này lại là con của con kiến này. Đây, ta giả người này. Đừng có mà cắn ta nhá. Ui, nó vẫn đuổi mình. Đời. Các bạn có biết đây là cái gì không? Đây là một cái súng phun nước đeo tay đấy. Đấy các bạn ơi, nhìn này. Xịn sò chưa? Đấy, 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 hay chưa? Bây giờ mình sẽ đi tìm những cái con gì để mình bắn nhá. Đây có bông hoa này. Đấy, có bông hoa rồi, đi thôi. Một con kiến khổng lồ nó đang đuổi mình các bạn ơi. Mình đã giả con nó rồi mà nó vẫn còn đuổi mình cơ à. Có tiếng của ai nhỉ? Ôi, sao tiếng như là bạn Trang à? Sao bạn ấy lại chui chui vào chỗ kia thế kia nhỉ? Để mình chạy ra mình xem mới được. Đây này, mình sẽ ra đây mình bắn cho bạn ấy mấy phát nhá. Không biết đang rình mò gì ở đây này. Chiu 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 chiu. Ha ha, bạn Trang à. Quên hết cả người mình rồi. Bạn làm gì mà trốn chui trốn nổi ở đây đấy? Bạn nói nhỏ thôi, không nó phát hiện ra đấy. Nó là cái gì? Một con kiến to khổng lồ. Kiến á? Đi, cậu thử dẫn tớ đi ra xa xa là tớ chưa nhìn thấy kiến khổng lồ giờ. Tớ đang có một khẩu súng nước này, cậu nhìn chưa? Kiến nó rất sợ nước, tớ sẽ ra tớ xịt nước nó, tớ đuổi đi giúp cậu, đi thôi. Ừ, đi. Đâu, đâu, con kiến đâu? Đây này, con kiến đây này. Úi dồi ôi, con kiến này to thế nhỉ. Ôi cái con kiến này, bạn Trang đã giả con cho ngươi rồi thì ngươi phải tránh ra đi chứ. Sao là ngươi lại vẫn cứ đuổi theo thế? Ngươi có biết đây là cái gì nữa không? Tránh ra không, nếu không thì ta sẽ xịt cho ngươi một đây. Đây là súng nước đây. À, con này nó không tránh ra lại đã thế thì nó lắc đầu con ơi. Bắn chiu 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 chiu. Ôi, con kiến nó sợ rồi kìa. Ôi, chưa hết nước rồi. Ôi. Ôi, cái súng này đang cái lúc này. Ôi, hết nước rồi, chạy thôi. Nó đuổi. Ui, cái súng này của cậu dởm thế. Mới bắn được vài ba phát đã hết sạch nước rồi. Tớ quên mất, tớ không nạp thêm nước đi. Ui, bây giờ cậu bắn thế à, nó biết là cậu là. Ui giời, vứt đi. Súng mấy ông đang chiến đấu thì hết cả nước. Bực hết cả mình. Được rồi, lần này tớ biết con kiến nó sợ cái gì nữa rồi. Ngoài sợ nước ra nó còn sợ khói đấy. Thế ờ. Thế cậu súng khói à? Tớ có một cái súng bắn khói, đi theo tớ. Ừ. Tên 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 tên. Đây này, cậu biết đây. Ui ui ui, đây là súng bắn khói á. Đúng rồi, bên trong sao này. Bên trong nó có các viên gì, viên khói à? Đúng rồi, viên này là những viên đạn khói đây. Khi mà bắn ra nó sẽ vỡ viên đạn ra, nó bốc mù khói lên. Ui. Để tớ biểu diễn cho cậu xem này. Ừ. Lần này không như cái súng vừa nãy đâu. Nhìn này. Cậu xem nhá. Úp. Thưa, khói bốc mù mịt luôn. Kiến à, kiến mà gặp khói à, kiến chạy luôn. Yên tâm đi, mà có khi con kiến nó ngất luôn đấy cậu ạ. À, thế? Đúng rồi, nhưng mà một lúc sau là nó tỉnh. Thế nên là khi mà nó ngất xong là bọn mình phải đi luôn. Ừ, đi thôi. Con kiến kia. Lần này ta lại trả lại rồi. Mới biết ta có cái gì đây không? Ui, nó khó chịu đấy cậu ơi. Ui, ngất nào. Ôi, Trang ơi, nhìn thấy chưa? Nó kìa. Ừ. Bây giờ bọn mình thoải mái đi qua rồi, đi thôi. Ui, tớ sợ nó tỉnh lại lắm cậu ơi. Con kiến này. Đá cho nghe một cái này. Con kiến nó tỉnh lại là nó lại cắn mình đấy. Ui, không sợ đâu, còn lâu nó mới tỉnh được, đi thôi. May mà cậu có tớ nha, không có tớ cậu còn lâu cậu mới có đường về nha. Lần sau tớ không dám bắt kiến đâu các bạn ơi, các bạn đừng bắt kiến như tớ nhé. Ui, hình như là cái kẹo ấy. Ui, của tớ. Ui, của tớ chứ. Tớ nhìn thấy mà. Cái gì đây nhỉ? Cái gì đây các bạn ơi? Cái gì đấy? Nhìn cứ như là đôi ủng ấy cậu ơi. Đây trông như là, còn của tớ đây trông như là cái bàn chân ấy, tớ được một nửa này. Ồ, thế chắc chắn đây là cái gì ăn được rồi cậu ơi. Thế được cái bàn chân này.
hay là kẹo bàn chân nhỉ? Hình như tớ nhìn trên TV rồi đấy. Wow, đây là một cái kẹo cậu ơi. Nhưng mà phải ăn theo kiểu này này. Chấm chấm cái bàn chân này vào vào cái dung dịch bột này cậu ơi. Giải bàn chân của tớ thì tớ nhận được mà. Giải tớ này đây. Thế bây giờ hai đứa ăn chung đi, mỗi đứa một. Bởi vì của tớ có bàn chân này tớ cũng không ăn được, mà cậu có cái bột này mà cậu cũng không ăn được, thế thì ăn chung đi. Đây, tớ sẽ phải lắc cái bột này lên nhá các bạn ơi. Rồi, thế mỗi đứa cắn một miếng nha. Ui, nhưng mà cậu ơi. Làm sao? Hôm trước tớ cũng nhặt được đồ kẹo kia các thứ ở ngoài đường nhè. Tớ ăn vào tớ bị đau bụng đấy cậu ơi. Ăn vào bị đau bụng á? Buổi tối hôm ấy tớ đau bụng dữ dội luôn, mẹ tớ tí phải đưa tớ đi bệnh viện gặp bác sĩ đấy. Thế nên là tớ nghĩ là thôi mình đừng ăn này nữa. Hôm nay tớ mới nhớ ra ấy cậu ơi. Thế thì thôi, cái đồ nhặt được này cũng chả biết là sạch hay bẩn thôi. Em ơi, phí nhà cậu nhỉ. Trông thì đẹp đấy. Ui, nhưng mà mùi thơm vị dâu tây luôn ý. Thế thôi. Thôi không dám ăn đâu. Tớ cũng chả dám ăn đâu, nghe cậu nói thế mà bị đau bụng rồi tớ sợ lắm. Này, nhưng mà nó rơi ngoài đường thế này, chắc chắn ở đường vẫn còn rất nhiều thứ nữa cậu ơi. Cậu ơi, thử đi vào trong khu vực này đi xem có gì không. Đâu, ở chỗ nào? Trong mấy cái bụi cây này á. Có kiến này, có nhiều kiến đấy, cẩn thận nhá. Cậu đừng dẫm vào kiến nha, không có kiến mẹ nó lại ra đấy. Ồ, cái gì đây? Ui, tớ không biết. Các bạn ơi, cái con gì này, có hai cái tai hồng này. Áo! Cái gì đấy? Con gì cắn đây? Ui, con giun cậu ơi. Đâu? Hay là con rác ấy. Đây này. Ồ. Đây là con cuốn chiếu, nhưng mà nó chết rồi. Ôi thế này. Đây này các bạn ơi. Ở đây có một con cuốn chiếu này nhưng mà nó không bò được nữa rồi. Hay trời lạnh quá. Đây là con gì? Các bạn có biết không? Đây là con thỏ. Con thỏ ăn cỏ các bạn ơi. Ui, con thỏ nó chui vào bụi này nó ăn cỏ à? Mà đây nhiều kiến lắm, để tớ đưa thỏ ra chỗ khác nhá. Chứ không lại thỏ lại bị kiến đốt bây giờ này. Ui kìa cậu ơi. Cái gì? Ui. Cái này nó bị kẹt cái tảng đá này. Ui cái gì nó bị đá đè lên này. Cái gì ấy nhỉ các bạn ơi? Để tớ thử lấy ra nhá. Ui. Con gì nó kêu ỉn ấy nhỉ các bạn ơi? Đây là một con lợn. Đúng rồi, một con lợn ỉn. Con lợn này mới lại màu hồng nhỉ, hay thật đấy. Đấy. Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Kìa, chạy ra xem nào, đi. Ui, đây đây. Cái gì đây nhỉ? Ui, cái gì đây các bạn ơi, nhìn như là một cái xe buýt ấy nhỉ? Đây là cái xe buýt à? Ui, còn có cả người đi bên trong này. Này, xe buýt này còn có cả người đang lái này. Người đang lái này. Chưa, xịn xò chưa các bạn ơi? Đây là xe khách. Một chiếc xe màu vàng này. Xe buýt, chở rất nhiều hành khách bên trong này. Luxury buýt này, nó bảo là xe buýt hạng sang đấy. Đây các bạn ơi, có cả người ở bên trong này ngồi này. Xe này trông như thật đấy. Đây này còn có cả bác tài xế đang lái xe này các bạn ơi. Chưa, cái này về chơi hơi thích đấy cậu ơi. Nhưng mà tớ không. Ui kìa cậu ơi, phía trước có cái gì kìa. Ui, có con rắn này. Đây là cái gì đấy? Con rắn. Trông như là đuôi của con rắn đấy cậu ơi. Ui, tớ nhìn đuôi trông sợ thế. Đây là đuôi của con rắn rồi. Ui cậu ơi, nhìn này, nó còn có gai gai ở bên trên nữa nhá cậu nhá. Sao rắn lại có gai nhỉ? Lạ thế nhỉ. Ở đây có cái gì không? Cậu cẩn thận nhá, nhìn nhá, xem ở đây có gì không nào. Ở đây nhiều kiến lắm cậu ơi. Hay là kiến nó thả ở đâu về? Ôi này, có cái gì gác trên cây này cậu ơi. Ui, cái gì đây này các bạn ơi? Các bạn nhìn thấy gì đây không? Cái gì màu đen xì ấy nhỉ? Ôi cậu ơi. Nhưng mà cậu thấy cái đuôi này nó giống với cái này không? Cậu thử lôi ra xem nào, con này sao nó lại bị gác trên cây này. Ôi, đây là một con khủng long. Không phải khủng long đâu. Con gì? Con này là trông giống con Godzilla ấy. Ủa, đây là con quái vật đúng không? Con này nó phun tia plasma. Con này người xấu đấy cậu ơi. Con này trông nó như kiểu là nó phun nhan thạch đây này cậu ơi. Người nó đỏ rực lên đây này. Màu đỏ là người xấu. Màu đỏ là người xấu tớ chả biết. Đây là cái đuôi của nó cậu ơi. Để tớ thử ghét vào nhá. Có ghét được không? Ui, ghét được. Ấy da. Ui. Ui. Ui, con này có cái đuôi dài khủng khiếp luôn các bạn ơi. Con này á, nó mạnh lắm đấy. Tớ thích những con mạnh như này này, còn tớ chả thích cái ô tô này đâu. Thế đấy, tớ cho cậu này đấy. Cái này là mô hình để bàn học của cậu đẹp đấy. Cái này tớ về tớ để lên bàn học trông nó dũng mãnh như này á. Ui, hay thế nhỉ. Cái này tớ sẽ trưng bày tủ kính nha. Đấy, chà chà. Đấy. Được, đi. Ở đây còn cái gì nữa không? Mình bắt đầu thấy thích ở đây rồi đấy cậu ơi. Ôi, cái gì mà xanh đỏ tím vàng? Cái gì đây? Cái gì màu mè kia? Đây là con thằn lằn à? Ôi không, ui, đây là con khủng long. Nó đứng cạnh tổ kiến này các bạn ơi. Nó đang định rình mò, nó ăn kiến đấy cậu ơi. Ui, con này là khủng long ăn kiến à? Cậu phải nhắc nhở nó đi, không nè, con kiến khổng lồ ra này ăn thịt. Ui, con này ôi, đấy. Ôi, nhiều kiến chưa này. Ui, đây là tổ kiến đấy. Cậu đừng chọc vào kiến nhá. Nó đốt đầu lắm các bạn ạ. Con khủng long này đi ra đi sao? Ui, nó bò lên chân khủng long này, kiến nó bò lên chân khủng long này. Ui, để mình vẫy đi ra. Con khủng long ngốc nghếch này, người đứng cạnh tổ kiến nó đốt cho đấy. Người chưa nhìn thấy cái con kiến mẹ đâu. Con kiến mẹ nó ra nó nuốt chửng luôn. Ôi vừa nãy bọn tớ bị kiến mẹ đuổi đấy. Con khủng long này. Ui, khủng long này là khủng long lắp ghép đấy. Khủng long robot lắp ghép cậu ơi. Đấy, nó gật đầu được này. Hay nhỉ. Wow, con này được đấy. Đây là cái chân của nó này.
Úi, chân nó còn đá được đấy. Con này phù hợp với các bạn trai ấy. Ừ thế. Phù hợp với cậu đấy. Con này lại cho tớ nhá. Ừ. Được rồi, thế tớ. Hôm nay tớ có hai một món, một là con Godzilla này, một con khủng long này. Ui, về cho hai con này chiến đấu với nhau á. Ừ. Xem con nào thắng nhá. Ừ. Đi về thôi.